Hello, tất cả mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi off streamer. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với buổi offline streamer Free Fire mọi người nhé. Đây, hiện tại mình đang trên kéo cái gì ổn. Hiện tại thì mình đang ở trên taxi đến GVK Hotel cái quần què gì tao cũng không nhớ. Marriott. Marriott. Nói chung là tất cả mọi thứ này bên Ghana đã book rồi, bọn mình chỉ cần đến thôi. Đây. Mọi người, đây là anh cameraman sẽ đi theo để chụp ảnh cho mình nhá. Đó. Ok. Chắc còn vài cây nữa đến. Một số streamer ở trong kiểu Sài Gòn thì người ta sẽ phải bay ra ngoài Hà Nội này. Còn mình thì mình đi taxi từ nhà qua đây. Nếu mai có xa rời, thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời. Là anh, tình yêu trao em chưa một lần thay đổi. Hôm nay thật ra bình thường mình không vuốt tóc như thế này, nhưng mà đây đi cắt tóc đó, có kẻ này nghe tha thu á, cho nó kiểu rực rỡ. Hôm nay đi event mà, đi sự kiện. Vâng, anh cameraman đang test máy đó, chuẩn bị cho kiểu tốt nhất để thì chúng ta có thể action chụp ảnh. Nói chung yên tâm, tôi sẽ chụp ảnh một lô ảnh về sống ảo với anh em dần dần, đúng không? Đây các bạn có thể xem cái đoạn đường đi đây. Ok. Đường này thì nó không có tên đường mọi người. Ở cái khu kiểu trống trống. Yo, hiện tại thì mình đang có mặt tại GVK Hotel. Các bạn mình sẽ gọi hướng dẫn viên xuống đi đón mọi người. Đứng con gọi nó đây, xe nó đi. Ôi, hướng dẫn viên mày bận mà thôi. Thuê bao chán đời thế. Alo ạ, có phải Lan không ạ? Dạ, ok ạ, mình đến tham gia sự kiện của Ghana Free Fire là streamer đến. Thì bây giờ mình đang ở trước sảnh khách sạn thì đi đâu nhỉ? À đây, ok, à em có, dạ. Hello mọi người, đây là bình luận viên Hùng Cam. Đó, các bạn có xem kiểu cái một cái MV hôm nọ đóng cùng với Như Hesi, đẹp trai. Ở ngoài vẫn rất đẹp trai, chứ mình là xấu trai mọi người ạ. Đấy, hôm nay thì chúng ta có mặt tại sự kiện offline streamer, nhưng mà sự kiện kín thôi, nên là có thể video này sẽ đăng sau 1-2 ngày nữa. Nó cũng phải không phải một cái sự kiện công khai. Hôm nọ cũng có offline quân đoàn tại Hà Nội. Yo, chúng ta sẽ cùng follow trong này. Wow. Hello, người nghe muốn lên hình không? Ok, chào các bạn. Dạ. Đây là sân chơi của Hip. Chào, hello mọi người. Thì đếm con nào, nói chung thì chắc là anh em ở trên khách sạn hết rồi. Bọn mình thì ở Hà Nội đi cũng gần nên là đến sớm một xíu thôi. Thì quay review cho anh em một cái phòng sự kiện, nó là một cái phòng họp. Lát nữa thì sẽ có, chắc là mình nghĩ là sẽ có một show gì đó kiểu chơi bời. Dạ. Như trong này mọi người quan sát được này, có mấy con nhân vật lại đó. Chúng ta có một cái form đường đua tử thần, một cái ảnh. Có một cái vòng quay. Dạ. Cái này chắc lẽ là sẽ là sân chơi cho các streamer. Ba cái súng và một cái tâm để anh em bắn súng. Dạ. Máy quay được bố trí rất nhiều cho nhiều góc quay. Chắc sẽ có một cái video chính thức trên Ghana Free Fire. Một màn hình máy chiếu rất rộng. Wow, toàn hình ảnh của các streamer. Dạ. Cái phòng họp rất là rộng mọi người ạ.
và ngay cả khách sạn này cũng thế. Chưa bao giờ thì mình đến một khách sạn thì nó lại sang như này. Chúng ta thì nhìn thấy là chương trình bốc thăm nhá, rồi là rất nhiều cái phần quà ở đây nha mọi người. À, không, đây là Ruscoat. Còn nếu mà anh em ra ngoài là có những phần quà nó xịn hơn thì anh Hùng Cam đang phải kiểu đang trông sợ mất anh em. 5 thẻ tạo phòng, yo. Qua 4 thẻ tạo phòng cũng hay á mọi người. Nhận được thẻ tạo phòng về nhà cút tầm cho anh em thôi. Rất nhiều phần quà nha mọi người. Đội ngũ quay phim chụp ảnh nha mọi người. Yo. Yo mọi người, hiện tại thì mình vẫn đang ở chỗ sự kiện này anh em. Chơi rất là vui, rất nhiều trò chơi. Yo. Yo. Thì cái hôm mình offline streamer nói chung là cũng hơi lười nên là quay vlog cái phần mà kiểu các streamer giao lưu với nhau mình không có quay được. Ok, thì hôm nay nói chuyện với anh em về cái offline streamer nha. Yo, thì hôm đó là có rất nhiều streamer tham dự cái ngày hội sharing day đại lộ danh vọng nha. Yo, anh em đếm xem là có bao nhiêu streamer, mình ngồi kể tên lần lượt cho những anh em chưa biết luôn nhá. Cái này là Zia Kaki Gaming này, rồi là đây là Hải Đăng này, cô Ngân Gao Bạc thì anh em không còn xa lạ gì nữa đâu, không nào, Mobile, Virus này, đây sẽ là Lưu Trung này, Game Củ Tạ, Vũ Lít, rồi là NPN1 streamer như SC, đây là Mel Game này, anh Pho, Chinona này. Rồi đấy, tôi đấy. xí kẹo của anh em nha. Đây là Hip này, Mạnh TG này, Aichi này, Trăm Cân Năm, Bác Gấu. Đây là Con An Gaming này, Mamixi này, Mạnh Phân Kỳ. Đây là Huy Hoàng BK nha. Rồi nha, ok, còn người này thì anh em tôi nhớ là hôm nọ mới có một cái MV của anh Hùng Cam nhá, với Như AC nhá. Hơi bị đẹp đôi luôn à. Yo, thì hôm đó là một cái ngày hội anh em ngồi chia sẻ các thứ thì hai streamer tiên phong game Free Fire chúng ta, Mobile này, Virus này, thì kiểu một cái buổi trò chuyện thì mọi người bên dưới ngồi lắng nghe. Yo, một bức ảnh Trăm Cân Năm tay súng thiện xạ nhá. Yo, đây là một tấm ảnh mình có chụp chung với NPN1 streamer này, Lưu Trung này, tôi lùn nhất hội. Yeah, ok, hình ảnh ban tổ chức trao quà cho các streamer nha. Hôm đi nha, mình ấn tượng nhất là đây. Đây sẽ là một cái dây chuyền bạc này mọi người này. Có biểu tượng Free Fire nhá, chữ F này, có khắc tên streamer luôn ạ. Yo, ai cũng có nha. Ngoài ra thì còn một cái áo phiên bản Free Fire limited giới hạn nhá. Và sắp tới đây thì sẽ có kỷ niệm game Free Fire sinh nhật 3 năm tuổi. Chắc chắn là sẽ có những cái event vô cùng hấp dẫn đấy nha. Ok, tấm ảnh chụp chung này thì có thêm game Củ Tạ này và Trăm Cân Năm nữa. Tôi thì vẫn là thằng lùn nhất hội. Ui ôi. chán quá. Bao giờ mình mới cao lên được đây. Anh Huy Hoàng BK thì là người mà sẽ kiểu là hay tổ chức những cái sự kiện cho anh em đó. Đó, làm về phần cộng đồng game Free Fire. Ok, ai một bài nhá, cười rất là tươi. Yo, đây là Chinona nha, một streamer vô cùng xinh gái. Ok, Như NC thì màu tóc của Như NC còn nổi hơn cả của mình nữa cơ, mọi người thấy không? Đây sẽ là một tấm ảnh cặp đôi đẹp nhất trong làng game Free Fire luôn. Chúng ta sẽ có cô Ngân, Gao Bạc luôn. Xịn không? Ai, nói chung là anh em ai yêu nhau qua game chả ao ước như cặp đôi này còn gì. Yo, Gao Bạc thì rất là may mắn nha, trúng một iPhone 11 Pro nhá. Trong cái vòng quay này kiểu anh em quay rất khó trúng, nhưng mà Gao Bạc ai, nhân phẩm hơi bị lớn luôn nha. Yo, sao kiểu mấy anh em này buồn ấy. Không hiểu sao kiểu ba ông Mamixi này, Trăm Cân Năm này, Mạnh Phân Kỳ, ba ông kiểu mặt buồn dã man. Ok, đừng anh em đừng để ý comment này nhá. Yo.
đây là AS Mobile nha. AS Mobile thì sau đó còn có một cái chương trình gọi là ban tổ chức hỏi chứ mơ trả lời, thì AS Mobile cũng có trúng một cái tai nghe Steel Series vô cùng xịn sò nhá. Rồi nha mọi người, thì phải nói là cái buổi Optimer lần này này, sharing day, đại lộ danh vọng này, thì nói chung là nó gắn kết anh em Optimer với nhau. Một cái buổi Optim rất là ý nghĩa. Sắp tới nếu mà có thêm những cái buổi Opt thế này thì chắc chắn là sẽ có vlog cho anh em rồi nhá. Giờ thì bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Yo, cảm ơn anh em rất nhiều.